Trong khoảng vài năm trở lại đây thì mình đã tham gia rất nhiều những server Minecraft SMP. Mình nhận thấy được là tất cả những server này đều mắc chung một lời nguyền. Thực tế thì cái lời nguyền này nó không chỉ nằm ở những người chơi trong server mà còn ở ngoài server, hoặc là chính những người đang xem video này cũng có thể đang mắc lời nguyền đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích và đào sâu vào một căn bệnh, một hiện tượng còn dễ lây lan hơn cả cảm cúm ở trong trường mẫu giáo. Thật lòng mà nói thì ai cho chúng ta cũng đã từng trải qua điều này. Bất chợt các bạn cảm thấy có một sự thôi thúc mãnh liệt làm các bạn muốn sống lại những ngày tháng đẹp đẽ thời thơ ấu. Các bạn có thể đào kim cương như một chú lùn được tiêm steroid, tiêu diệt rồng như là Dream biết ăn đũa và dùng phở. Và xây dựng những công trình hoành tráng nhất từng được biết đến, hoặc ít nhất là từng được biết đến ở trong xóm của các bạn. Các bạn liền lao đầu vào Minecraft, bỏ bê tất cả những trách nhiệm khác. Bạn gái của các bạn trở thành một ký ức xa vời. Con chó của bạn thì bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của bạn. Và những cây cối trong nhà bạn cảm giác như là chúng nó sắp ăn thịt bạn đến nơi. Nhưng rồi, đúng như dự đoán, chính xác 2 tuần sau đó, các bạn liền chán ngấy. Và dường như là không còn bất kỳ một hứng thú nào với tựa game Minecraft nữa. Nếu bạn đang trải qua những điều giống như vậy, thì đừng lo, bạn không đơn độc. Kể cả bản thân mình cũng đã rơi vào vòng luẩn quẩn này rất nhiều lần rồi. Và mình cũng sẵn sàng cá rằng là hàng triệu người chơi Minecraft khác cũng đã từng trải qua những khoảng thời điểm như vậy. Vậy thì điều gì ở trò chơi này cứ kéo chúng ta quay lại, rồi 2 tuần sau lại nhổ chúng ta ra như mấy con bò bị khó tiêu? À, thực tế thì đó là một chức năng của con bò, kiểu bò nó có khả năng nhai lại. Ok. Vậy chính xác thì giai đoạn Minecraft 2 tuần là cái quái gì? Nói một cách đơn giản thì đó là một căn bệnh mà bất cứ ai đã từng cầm trên tay một cây cúp đều mắc phải. Triệu chứng điển hình là tự nhiên thèm khát mùi vị của đá đỏ và tiếng xương cốt vỡ vụn của bọn Skeleton. Khoảng thời điểm ban đầu thì mọi thứ cứ như là thiên đường vậy. Các bạn lao vào thế giới Minecraft như một đứa trẻ được thả vào cửa hàng kẹo. Các bạn đào bới như một thằng điên, xây dựng những công trình mà đến cả kiến trúc sư cũng phải chào thua. Cái hiệu của đi đâu? Giống không? Giống. Và thậm chí các bạn còn nghĩ mình là Technoblade tái thế và sẵn sàng chém hết bất cứ thứ gì cản đường các bạn. Nhưng rồi đời không như là mơ. Bạn chợt nhận ra là còn cả đống việc cần phải làm, bài tập đi chất chồng hay là deadline dí sát đít. Các bạn phải bỏ ngỏ thế giới của mình và lãng quên nó đi. Khi mà không còn đủ thời gian thì thế giới Minecraft của các bạn bỗng chốc trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Còn bạn thì biến thành một con zombie thiếu ngủ. Và thế là khoảng thời điểm hào hứng của các bạn khi chơi Minecraft đã tan vỡ còn nhanh hơn cả tốc độ đào đất của các bạn. Mọi thứ trở nên nhàm chán, lặp đi lặp lại. Và bạn bắt đầu tự hỏi rằng tại sao mình lại phải phí thời gian vào tựa game này. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ đâm đầu vào Minecraft như vậy? Có những người ví von rằng Minecraft là một loại mai thúy kỹ thuật số, một khi đã dính vào thì khó mà dứt ra được. Toàn bộ tựa game này nó đánh vào nỗi nhớ tuổi thơ, khơi dậy sự sáng tạo và cho phép chúng ta trốn tránh thực tại ở trong một thế giới khác. Hoặc có lẽ chúng ta chỉ là một lũ ngu ngốc mà không thể cưỡng lại được sức hút của những khối vuông. Thực tế thì tôi còn có một thằng bạn, sau bao nhiêu năm không chơi Minecraft, nó nổi hứng chơi lại tựa game này. Nó nói nó muốn xây dựng một thành phố dưới nước thật là hoành tráng. Nó dành cả tuần lễ cặm cụi đào hầm, xây nhà và thậm chí còn nuôi cả cá heo ở trong cái bể bơi tranh xã của nó. Nhưng rồi, đến ngày thứ 8, nó bỗng chán nản, nó bỏ mặc cả thành phố cho lũ cá tha hồ mà quẩy trong đó. Còn nó thì đi cày Genshin Impact, khỏi cần phải ví dụ đâu xa. Đây sẽ là biểu đồ phân tích về chu kỳ nghiện Minecraft 2 tuần hồi đó và hiện tại của mình. Như các bạn thấy thì nó còn lên xuống thất thường hơn cả giá Bitcoin hiện tại nữa. Ở đây chúng ta sẽ có đỉnh cao của sự hưng phấn, nơi mà mình nghĩ là mình có thể xây dựng một bản sao hoàn hảo của lăng bác ở trong Minecraft. Tiếp theo là giai đoạn ảo tưởng sức mạnh, nơi mà mình nghĩ là mình có thể đánh bại Ender Dragon chỉ bằng một cái xẻng gỗ. Và tất nhiên điều đó không thành công. Đâu có giỡn, mấy ông làm gì? Vô chơi luôn nè. Đừng tưởng giỡn, đừng tưởng giỡn, đừng tưởng giỡn. Ow. Ok. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Mình rơi vào vực thẳm của sự thất vọng khi mà mình nhận ra rằng mình đã dành 6 tiếng đồng hồ chỉ để cố gắng làm một cái cửa tự động và cuối cùng đã bị thay thế một cách đơn giản bằng một cái cửa thông thường. Nhưng mà các bạn biết gì không? Mình không hề hối hận về bất kỳ một giây phút nào. Minecraft đã mang lại cho mình vô số những niềm vui và tất nhiên kể cả những cơn đau đầu. Nó lại dạy mình về sự sáng tạo, kiên nhẫn và cả sự chấp nhận thất bại. Chúng ta đều là những nạn nhân của lời nguyền Minecraft 2 tuần này. Nhưng đừng lo, chúng ta không cô đơn. Có hàng triệu người ngoài kia cũng đang vật lộn với cơn nghiện Minecraft. Và biết đâu đấy sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm ra cách chữa khỏi căn bệnh này. Nhưng trước mắt thì chúng ta vẫn còn một yếu tố nữa mà chưa nhắc tới.
Một thứ đã len lỏi vào tâm trí bạn giống như một con creeper lén lút đến nỗi bạn còn chẳng nhận ra mình đã bị nó tiêm nhiễm từ khi nào. Âm nhạc của Minecraft. Đúng vậy, những giai điệu tưởng chừng như đơn giản đó lại có sức mạnh thôi miên đến kỳ lạ. Như thể chúng được tạo ra bởi một phù thủy âm nhạc điên rồ nào đó. Anh em có thử nghe lại bản Squidden hay là Wet Hands, các bạn sẽ cảm thấy mình như bị thôi miên, lạc vào một thế giới khác. Một thế giới đầy hoài niệm, nơi mà tất cả mọi thứ đều có thể. Nơi mà bạn có thể xây dựng bất kỳ thứ gì mình muốn, từ một căn nhà gỗ nhỏ xinh đến một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, miễn là bạn không bị lũ zombie xé xác trước khi kịp hoàn thành tất cả những công trình đó. Nhưng cũng giống như mọi thứ khác trong Minecraft, âm nhạc cũng có mặt trái của nó. Nó cũng có thể khiến các bạn thấy cô đơn, lạc lõng giữa một thế giới toàn khối vuông và khao khát được quay trở lại với thực tại, nơi mà bạn có thể giao tiếp với người thật thay vì lũ gà và bò. Nhưng ngược lại thì nó cũng giống như là một tiếng gọi thôi thúc các bạn từ bỏ cuộc sống hiện tại và quay về với những khối vuông thân quen. Đã có những đêm mà mình thức đến 3-4 giờ sáng chỉ để nghe nhạc Minecraft và tưởng tượng mình vào năm 2014 đang lang thang trong những khu rừng rậm rạp, khám phá những hang động sâu thẳm và chiến đấu với những con quái vật đáng sợ hơn cả mẹ và bạn gái của mình. Vì thế âm nhạc của Minecraft cũng thể gọi là một con dao hai lưỡi. Nó giống như việc bạn vừa đào được cục kim cương thì lại bị rơi xuống vực sâu. Nó có thể khơi dậy những cảm xúc tích cực như sự sáng tạo, ý muốn khám phá và sự hoài niệm của các bạn. Nhưng nó cũng có thể dẫn đến sự cô đơn đi kèm với một nỗi buồn sâu thẳm. Vì vậy, lần tới khi mà các bạn nhấn nút play thì hãy cẩn thận, bởi vì các bạn có thể bị cuốn vào thế giới Minecraft thêm một lần nữa. Và lần này, giống như mình thì chắc có lẽ các bạn sẽ không thể thoát ra được nữa đâu. Và các bạn vừa được chứng kiến một vòng tuần hoàn của lời nguyền Minecraft 2 tuần. Chúng ta lao vào đốt cháy giai đoạn rồi lại bỏ cuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa, không thể phủ nhận rằng Minecraft là một trò chơi tuyệt vời. Nó đã mang đến cho chúng ta vô số giờ chơi giải trí, giúp chúng ta kết nối với bạn bè, và thậm chí còn dạy cho chúng ta một vài kỹ năng sống như cách xây nhà mà không cần xin giấy phép. Vì vậy, nếu các bạn vẫn còn chơi Minecraft thì hãy trân trọng những kỷ niệm đẹp đẽ mà Minecraft đã mang lại. Trước khi kết thúc video thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã xem video này và tất cả các bạn hội viên. Đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Và mặt khác, nếu các bạn cũng từng trải qua giai đoạn lời nguyền Minecraft 2 tuần thì hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn dưới phần bình luận. Biết đâu chúng ta lại tìm được những người bạn khác trong cuộc chiến chống lại lời nguyền này thì sao? Thì hôm nay mình đã đổi sang một cái kiểu kể chuyện hoàn toàn mới. Mình mong rằng anh em thích cái kiểu này của mình. Còn không thì nếu mà anh em không thích thì mình cũng hy vọng rằng anh em hãy để lại dưới phần bình luận những ý kiến và đánh giá của anh em. Mình vẫn đang cố gắng hơn từng ngày để có một kiểu video đáng nhớ hơn, chất lượng hơn ở trên kênh của mình. Chứ thực tế thì mình cũng sợ cái kiểu này không hợp với mình lắm. Ý kiến của mình có thế thôi. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.